Vào sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo năm 2022 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân. Năm 2022, Đảng ủy Quân chủng Hải quân xác định tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, quyết liệt thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong năm 2021, Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, xử lý đúng đối sách, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, tổ chức tốt các hội thi, hội thao và hoạt động kỷ niệm 60 năm đường Hồ Chí Minh trên biển, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, diễn tập, đào tạo phù hợp với diễn biến dịch COVID-19. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu năm 2022, Đảng ủy Quân chủng Hải quân tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chủ động nghiên cứu, dự báo từ sớm, từ xa, nâng cao chất lượng nhận định, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất để xử lý các tình huống đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ. Và chúng ta phải thực hiện tốt 5 nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Trong đó có 2 nguyên tắc xuyên suốt. Thứ nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Và thứ hai là nguyên tắc phê và tự phê bình. Thế là quân chủng phải làm tốt việc này. Mà phải trong ấm ngoài mới êm không? Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Quân chủng Hải quân cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp thích ứng với phòng chống dịch COVID-19 trong thực hiện các nhiệm vụ như khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân. Đồng thời, các cơ quan đơn vị hải quân tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với triển khai thực hiện chuyên đề, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Cũng trong sáng nay, cơ quan Tổng cục Chính trị đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị. Năm 2021, cơ quan Tổng cục Chính trị đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng và tình hình thực tiễn, làm tốt chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân về công tác Đảng, công tác chính trị và xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị ổn định. Cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, đoàn kết thống nhất về tư tưởng, hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Nổi bật là cơ quan Tổng cục Chính trị đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân thực hiện tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11. Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ đạo hướng dẫn tổng kết, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Trung ương về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong quân đội. Sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng các báo cáo chuyên đề về xây dựng Đảng, đảm bảo chất lượng. Chủ động tham mưu, đề xuất kiện toàn nhân sự cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, giới thiệu cán bộ quân đội ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đảng, Nhà nước, quân đội. Tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo điều chỉnh linh hoạt, sáng tạo các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho các lực lượng tham gia hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch, thực hiện tốt chế độ chính sách cho các lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Triển khai phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt giai đoạn 2021-2025. Công tác thông tin, tuyên truyền báo chí, xuất bản được thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao. Chất lượng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chính sách dân tộc tôn giáo có nhiều tiến bộ vững chắc. Nghiên cứu, đề xuất chế độ phụ cấp đặc thù, thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, chỉ đạo tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và ngày càng có chiều sâu, hiệu quả. Tổ chức tốt Đại hội Phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu Phụ nữ quân đội lần thứ 7. Các cơ quan bảo vệ pháp luật phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham mưu đấu tranh phòng chống vi phạm, tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đúng pháp luật.
hội nghị cũng đã thảo luận xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, trong đó tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, tập trung tham mưu, chỉ đạo quán triệt, thực hiện quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức Đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong quân đội, quy định về những điều đảng viên không được làm, triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm. Xem xét giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại các vụ việc kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, rà soát, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị, bảo vệ an ninh trong hoạt động đối ngoại quốc phòng, an ninh văn hóa, tư tưởng, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền. Cũng tại hội nghị, cơ quan Tổng cục Chính trị đã tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021, phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Toàn ngành hậu cần quân đội đã nâng cao tinh thần chủ động sáng tạo, vượt lên khó khăn, bảo đảm kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất, giữ ổn định đời sống bộ đội. Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại hội nghị sơ kết công tác hậu cần toàn quân năm 2021, tổ chức sáng nay theo hình thức trực tuyến. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự và chỉ đạo hội nghị. Với tinh thần chủ động, tích cực, khắc phục khó khăn, năm 2021, ngành hậu cần đã triển khai toàn diện các mặt công tác, bảo đảm kịp thời cho các nhiệm vụ, đã tham mưu, đề xuất, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả các nội dung đột phá theo chỉ lệnh công tác hậu cần năm 2021. Có nhiều giải pháp đẩy mạnh tăng gia sản xuất, giữ ổn định đời sống bộ đội, triển khai hiệu quả chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh, phối hợp tốt với hệ thống y tế dự phòng dân y trong phòng chống dịch COVID-19 và tổ chức lực lượng, phương tiện quân y tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các địa phương đạt kết quả cao. Chủ động công tác tạo nguồn xăng dầu, lực lượng vận tải các cấp vận dụng linh hoạt các phương thức, hình thức vận tải, tổ chức vận chuyển người, vaccine, trang thiết bị y tế, vật chất hậu cần, nông sản, hàng hóa thiết yếu bảo đảm cho các địa phương. Ngành doanh trại tổ chức chấm thi doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp cấp trung lữ đoàn binh chủng kỹ thuật toàn quân năm 2021 đạt hiệu quả. Công tác quản lý ngân sách, cơ sở vật chất hậu cần gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh. Năm 2022, ngành hậu cần tập trung bảo đảm đầy đủ lượng vật chất, trang bị hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu, từng bước thực hiện quy hoạch tăng gia sản xuất, chế biến theo hướng tập trung, đồng bộ, bền vững, phù hợp với từng loại hình đơn vị, gắn với tiềm năng, lợi thế vùng miền và quy hoạch tổng thể doanh trại, tăng cường công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội, chỉ đạo triển khai rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại, bảo đảm đầy đủ xăng dầu, vận tải cho các nhiệm vụ. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sáng nay đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022, qua đó tiếp tục xác định chú trọng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời báo cáo Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tham mưu với Đảng, Nhà nước, chủ trương đối sách xử lý hiệu quả những vụ việc, sự kiện phức tạp trên khu vực biên giới, vùng biển, không để bị động bất ngờ. Đặc biệt là đã chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, chỉ đạo các quân khu, quân binh chủng, các tỉnh biên giới, tăng cường lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật, phối hợp với Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, vùng biển, chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng đã kịp thời, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, nhất là cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cửa khẩu, tổ, chốt, khu cách ly. Năm 2022, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục chỉ đạo đơn vị bám nắm tình hình từ sớm, từ xa trên biên giới, vùng biển, tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong chương trình kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia,
tham mưu cho Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch triển khai thi hành các đề án, dự án, văn bản quy định chi tiết thi hành luật biên phòng Việt Nam, xây dựng nghị định, thông tư thuộc chương trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Bộ Quốc phòng nhằm triển khai đồng bộ luật biên phòng Việt Nam. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho nhân dân khu vực biên giới, nhân rộng phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập khẩu trái phép. Sáng nay 23 tháng 12, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã dự hội nghị phiên cuối năm của Đảng ủy Quân đoàn 3. Năm 2021, Đảng ủy Quân đoàn 3 đã lãnh đạo chỉ đạo quân đoàn triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên phải bổ sung, điều chỉnh kế hoạch do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tổ chức điều hành huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian, chú trọng huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, tổ chức các cuộc diễn tập một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh, diễn tập bắn đạn thật, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật. Năm 2022, Quân đoàn 3 lấy chủ đề hành động là năm triển khai kế hoạch điều chỉnh tổ chức lực lượng, thực hiện tốt ba thực chất trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tốt, không để bị động, bất ngờ. Các đơn vị từ cấp cơ sở trở lên chú trọng huấn luyện đêm theo tình huống, huấn luyện cơ động, rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Quân đoàn 3 đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện trong trạng thái bình thường mới, thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.